mọi người, mình là Hồ Bích Trâm. Mọi người có thấy mình không? Tại vì khẩu trang, để khi chụp hình xong rồi mình sẽ tháo khẩu trang ra nha. Đây là lần đầu tiên mà mình đến ở nhà hát VOH luôn á, lần đầu tiên luôn. Nhà phát thanh đó hả chị? VOH mà giống như là giao thông này kia đúng không? Ồ, lần đầu tiên luôn. Ủa anh Toại đâu ha? Anh bọc cái túi cho em đi. Không, để anh bọc cho. Dạ, dạ không sao anh, dạ không sao ạ. Chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Ngày hôm nay thì Trâm đang có mặt tại nhà hát VOH để mà rất là vinh hạnh, tại vì được đề cử một cái giải rất là dễ thương, rất là ý nghĩa, đó là diễn viên nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái. Thì cái này là phải gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả trong thời gian qua, cũng như là Mạnh Thường Quân đã cùng Trâm hỗ trợ và đồng hành cùng Trâm trong cái dự án hỗ trợ bà con miền Trung, cũng như là cái quỹ học bổng của Hồ Bích Trâm. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mọi người sẽ ủng hộ Trâm nhiều hơn nữa. À trời ơi, mình gặp một người dễ thương, chị Yến ơi. Dạ chị Yến, trời ơi khỏe. Trời ơi chị ca sĩ Hải Yến đấy. Đó, thế nào phải đến hơn một năm rồi nhờ. Đấy, suốt từ đợt thi chương trình đến xong là Hải Yến đi về sinh em bé. À, Trâm với chị Yến là tham gia cái chương trình Nghệ sĩ Đa Tài. Nghệ sĩ Đa Tài, đó, xong. Vĩnh Long đúng không? Hồi đó là chị Yến múa không ta? Hồi đó chị Yến diễn kịch, còn đúng rồi. Là làm xiếc. Em làm xiếc, còn chị Yến là diễn kịch. Đó. À, và Su Cà Na là chị Yến đi về từ vòng thứ tư, còn em Trâm mình đi vào tới chung kết luôn đúng không? Dạ không, tới chung kết em Su Cà Na bị đau lưng quá nên nghỉ luôn. Nói chung là cả hai đứa đều Su Cà Na. Trời ơi, đây, bà mẹ mấy con ở đây. Mới sinh em bé xong rồi. Trời ơi. Bụng nó một rổ. Đây, mới sinh em bé xong rồi đẹp như mới thế này nè. Mới sinh em bé xong mọi người ạ. Trời ơi, đẹp quá chị ơi, càng ngày càng sang nữa. Thank you em. Rồi làm một hai cái tấm backdrop rồi mình đi vào đi. Cái gì lên chị chụp cũng đi, một hồi nói cho em chụp với nha. Ok ok. Em ơi em cầm với chị cái này được không? Chị Hải Yến. Để mình lên mình chụp hình đi chị Hải Yến.
một người chị rất là dễ thương, chị vui tính lắm. Không biết là hôm nay còn có ai nữa, tại vì cho ra Trâm thấy đây mọi người. Đây 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 đây. Có anh Đoàn Thành Tài nè, có bé Sunny nè. Đó. Đoàn Minh Tài rồi, chết rồi, xin lỗi. Bữa nay anh đổi nghề danh rồi mà em quên. Đoàn Minh Tài. Rồi anh Đại Nghĩa nữa nè. Nhiều lắm mọi người, anh chị em nghệ sĩ rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là ở đây là có những doanh nghiệp và những doanh nhân nữa, thì họ cũng được đề cử trong cái giải này. Đây là của tạp chí Nghề Nghiệp và Cuộc Sống, hình như là mỗi năm đều làm hay sao á. Đó. À có anh ca sĩ Nguyên Vũ nè, chị Trịnh Kim Chi nè, chị Hoa Hậu Diễm Hương nè. Nhiều lắm. Ủa bà Trâm đâu? Em đâu? Đây nè. Em nào? Đây nè. Thì em đây hả? Ủa sao nay ra ngoài bìa rồi, bữa nó nằm trong đây mà. Đây bà Trâm đây nha mọi người. Tại vì trong đây thì mị quá nhận không ra. Không phải tại váy chị dài quá. Cảm ơn em. Nay phụ diễn trễ váy ra luôn. Nàng tiên cá xinh quá. Rồi đứng đó luôn nha. Để từ chị. Rồi. Ủa xịt qua một tí được không chị? Cái đèn nó lớp quá nè. Rồi là. Tiêm đi chị. Em chị dạ đây ạ. À còn một máy nữa chị. Em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Áo hồng chụp đi. Dạ. Thật ra chụp mấy tấm nha, tại vì chụp tấm nhiều khi nó không ra. Quanh một. Ok, thank you em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, ok. Vậy đi vô trong. Và tiếp theo sẽ được mời diễn viên Hồ Bích Trâm. Chúng ta cùng nhau chào bắt tay thật lớn dành cho diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin được chào đón nhóm nhạc V-Music One. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi
Chị Yến vô đây luôn đi chị Yến. Đấy, con gái vô đây. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Chắc mình đi qua bên kia. Cái này mình xin trao lại dành cho quý vị khán giả cũng như là mạnh thường quân. Thời gian vừa qua, ngày hôm nay nói chung là mình cảm ơn quý vị khán giả cũng như là mạnh thường quân đã ủng hộ cho Trâm thời gian vừa qua. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa, để mình thực hiện được nhiều cái thiện nguyện tốt hơn nữa. Đặc biệt là ủng hộ cho quỹ học bổng Hồ Bích Trâm nha. Cảm ơn mọi người.